các bạn nha. Các em, đây, bắt anh 100 lần nhé. Đây, 100 lần nha. Rồi, ok nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta cùng đợi thôi. Bị bắt 100 lần thì tụi mình sẽ có một cái tên mới. Đó chính là tội phạm 100 tiền án nha mọi người. Rồi, bây giờ cùng đợi nha mọi người ha. Cái này nó hơi lâu nên là mình sẽ tua nhanh qua một tí nha mọi người. Các bạn cứ yên tâm nha, mọi người cứ nhờ mấy bạn nào á mà làm cảnh sát mà ở trong cái đồn á, nói chung thì các bạn cứ đến đồn cảnh sát đi. Ở đây thì mình thấy có khá là nhiều cảnh sát nha mọi người. Các bạn cứ mặc cái bộ đồ tội phạm như thế này giống mình nè đó. Thì cách trở thành tội phạm thì mình cũng chỉ các bạn rồi, các bạn chuyển qua là tội phạm cứu hỏa, rồi các bạn bị cảnh sát đeo còng qua là xong nha, là các bạn có cái biệt danh là tội phạm. Rồi bây giờ các bạn là tội phạm giống như mình rồi thì các bạn đến đồn, các bạn đứng im đây nha, đứng im đây. Rồi các bạn để cho mọi người cứ ngồi bắt mình thôi. Bắt khi nào mà nó hiện lên trên màn hình á là thành tích của mình đã hoàn thành á, là mình sẽ có một cái bản tội phạm 100 tiền án nha mọi người. Khá là dễ luôn á. Đó, các bạn thấy chưa? Nó mới hiện lên kìa mọi người, thấy không? Nó mới hiện lên một cái mới nha mọi người. Ở đâu mất tiêu rồi? Ủa? Tôi mới thấy nó hiện lên là cái gì ta? Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ này và bạn đã có một cái bản tên mới. Đó, tội phạm 100 tiền án nha mọi người ơi. Rồi, xong rồi. Sau khi mà mình làm xong cái này rồi á thì mình sẽ trang bị cái tội phạm này vào nha. Đây, tội phạm 100 tiền án này. Rồi, bây giờ rồi mình sẽ nói với các bạn là xong rồi, đừng bắt nữa. Anh xong rồi. Anh xong rồi nè, bây giờ nha, ai cần giúp á thì các bạn có thể là mặc cái bộ đồ này đến nhà của mình nha. Ai cần giúp qua nhà anh nha. Ai cần giúp thì qua nhà anh nha. Rồi để hỏi thử là các bạn nào muốn lấy cái biệt danh tội phạm này á thì mình sẽ rủ các bạn qua nhà của mình nha mọi người để lấy cái biệt danh này nha. Rồi ok, tiếp tục nha mọi người. Thì mình mới hướng dẫn các bạn á là lấy cái biệt danh tội phạm 100 tiền án đúng không? Bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn lấy một cái biệt danh đang rất là hot trend luôn. Đó là cái biệt danh Play Together nha mọi người. Cái biệt danh này thì có nhiều bạn không làm á nên là các bạn cũng không biết nó nằm ở đâu đâu. Với lại thì nó cũng không có hướng dẫn các bạn làm nữa. Cái biệt danh này thì bây giờ á là mình phải cần những người chơi khác giúp đỡ mình thì mình muốn hoàn thành được nhiệm vụ này nha. Đầu tiên là mình phải mời tất cả người chơi vào trong nhóm của mình nha mọi người. Rồi để coi thử cái biệt danh Play Together thì mình sẽ lấy trong bao lâu nha mọi người. Nhưng mà khá là buồn tại vì là hồi sáng nay các bạn biết sao không, là mấy bạn kia đi thi á, cho nên á là bây giờ mình không có ai giúp mình hết thì mình chỉ có việc là mình phải gửi yêu cầu với những bạn ở Plaza thôi. Nếu như bạn nào mà đồng ý thì đấy thì mới vào được nhóm của mình. Đây mình sẽ nhờ các bạn nó giúp nha mọi người, không biết là có được hay không ở đây mọi người ơi. Cái này là hơi khó nha mọi người ơi, hơi khó rồi. Bây giờ làm sao mà tìm đủ 20 người đây các bạn nhờ. Từ à, mình biết một chỗ rồi. À, qua bên kia, mình biết một chỗ có thể giúp mình hoàn thành nhiệm vụ này được rồi các bạn ơi. Đó là trong cái khu trạm cứu hỏa nha. Let's go. Rồi nha, nếu như bạn nào mà không có nhiều bạn bè thì bây giờ các bạn có một cách. Đó chính là các bạn sẽ vào chỗ cái khu nào mà đông người nhất, xong rồi các bạn sẽ nhờ những người này nè giúp cho các bạn là hoàn thành cái nhiệm vụ là mời vào nhóm 20 người chơi cùng nha mọi người. Thì đây, ok, bây giờ thì mình sẽ nhờ các bạn này qua bên đây nữa. Đó, mình sẽ nhờ hết những bạn này qua bên đây luôn. Đó, để mời hết tất cả những bạn này vào nhóm của mình. Thì sau khi mà các bạn đủ 20 người rồi, chắc chắn 100% luôn là các bạn sẽ nhận được cái huy hiệu Play Together nè. Mọi người thấy không? Đây, cái huy hiệu Play Together bạn YouTuber gì AKL đã có kìa mọi người. Rồi, huy hiệu nhà thiết kế luôn nè. À, những cái huy hiệu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lấy hết luôn, các bạn cứ yên tâm. Rồi, để mình coi thử còn ai mà chưa có huy hiệu, ai chưa vào nhóm của mình nữa không ta. Rồi, bạn này chưa vào nhóm của mình nè. Bạn Thỏ chưa vào nhóm của mình nè. Thì nó phải đủ 20 người nha mọi người ơi. Đủ 20 là có nha, đủ 20 là có nha mọi người. Rồi tiếp tục nữa là Bảo nè. Rồi Bảo nữa nè. Rồi cái nhiệm vụ này nó hơi căng nha mọi người. Từ. Bình thường á thì nhà của mình sẽ rất là đông nha mọi người. Nhưng mà hôm nay các bạn biết lý do sao không? Các bạn đi thi á cho nên nó là mình không có tiền mà được 20 người được. Rồi tiếp tục. Tiếp tục mọi người ơi, tiếp tục nữa. Rồi qua bên đây. Bên đây khá là nhiều nè. Để mình nhờ nha mọi người, mình sẽ nhờ những bạn này giúp mình nha. Mọi người ơi giúp với. Mọi người ơi giúp với. Ôi trời ơi, hơi căng nha, nhiệm vụ này hơi căng nha. Rồi tiếp tục nữa, cứ đủ 20 người là được nha các bạn ha. Rồi bên đây nữa nè, bên đây xong nữa nè. Rồi đây tiếp tục, đây nữa nha. Mình sẽ mời hết các bạn này vào nha. Mọi người ơi, nếu như các bạn xem cái video của mình mà có hơi làm phiền á thì mọi người thông cảm mình với nha, tại vì mình đang làm nhiệm vụ này nè. À, có văn tường nữa này. Rồi sau nha. Rồi tiếp tục nữa bạn này nè. Rồi bạn này nè. Bạn này nè mọi người, cứ mời hết nha mọi người. Ai vào thì vào, không vào thì thôi nha các bạn ha. Nói chung cái nhiệm vụ này thì nó cũng bắt đắc dĩ thôi mọi người. Rồi mời nữa nè. Đủ 20 chưa mọi người ơi? Hình như chưa đủ đúng không?
Đủ 20 chưa? Đủ 20 chưa? Đủ 20 chưa? Đủ 20 chưa? Nãy anh Thịnh vô đồn công an rồi. Anh vô đó làm cái gì em? Anh có vô làm gì đâu? Trời ơi. Anh có vô làm cái gì? À hồi nãy anh làm cái nhiệm vụ tội phạm đúng không? Rồi em thấy anh đúng không? À cái nhiệm vụ đó đó hả? Cái nhiệm vụ đó thì mình có hướng dẫn các bạn rồi đấy. Ê, từ từ mọi người ơi, sao mà khó dữ vậy ta? Kiếm 20 người hơi căng nhờ. Bên đây, bên đây, bên đây. 20 người nè. 20 người nè. Rồi, đủ 20 chưa ta? Đủ 20 vẫn chưa đủ các bạn nha, vẫn chưa đủ, còn ít lắm các bạn ơi, ít lắm. Ít lắm, không đủ mọi người ơi. À, thiếu thiếu. Thiếu mọi người ơi, thiếu thiếu thiếu. Thiếu mọi người ơi, thiếu, giúp mọi người ơi. Happy, happy. Wow, được rồi các bạn ơi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi các bạn ơi, được rồi, được rồi. Được rồi nè, được rồi nè. Được rồi nè, cảm ơn mọi người nhiều nha. Rồi, để mình cảm ơn các bạn mọi người ơi. Trời ơi, cảm ơn mọi người nhiều lắm luôn á. Được rồi nha các bạn ha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều, nhiều nha. Cảm ơn mọi người nhiều, nhiều, nhiều nha. Trời ơi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Ta-da. Đây, 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 đây. Trời ơi, trời ơi. Có bạn tên mới, có bạn tên mới. Rồi, như vậy là các bạn thấy không? Tiếp tục thì mình lại có thêm một cái bạn tên. Đó chính là Play Together. Đâu rồi ta? Đó, đeo vào, đeo vào, đeo vào. Đây nè, đây nè. Có nè em ơi. Có nè em ơi. Ke. Rồi, bây giờ thì biết các bạn biết làm gì không? Mình phải ký tường để mà trả ơn các bạn này nữa. Đợi một lát nha. Ký tường trả ơn nè, ký tường nè. Ký tường trả ơn nè. Rồi, đầu tiên là bạn nào trước ta? Bạn nào trước nha? Văn Tường đi, ký tường trước nha, ký tường trước nha. Rồi, khổ ghê đó các bạn. Nhờ người ta thì mình phải giúp lại nha mọi người. Ký đầu em nho đấy. Trời ơi, tôi ký nó hơi bánh bèo tí các bạn thông cảm nha. Mình sao chép cho nó lẹ mọi người ơi. Rồi. Ok. Một bạn nè. Trời ơi, ký nó hơi lâu. Ký em rồi, bình tĩnh, mình sẽ ký hết nha. Các bạn đợi tí mình tua cái video này qua nha mọi người. Bây giờ ký nó hơi lâu á. Đây nha các bạn ha. Tiếp tục nữa, lại là một cái huy hiệu, một cái danh hiệu nha. Mình muốn chỉ cho các bạn lấy nè. Đó chính là cái danh hiệu át chủ bài nha mọi người. Mọi người thấy cái danh hiệu át chủ bài không? Đó. Thì cũng có vài bạn á là đã lấy thành công rồi. Thì rất là dễ luôn. Bây giờ á thì mọi người sẽ ngồi vào ghế nè. Rồi các bạn nhớ đến cái tòa nhà Hagin nha. Cái tòa nhà Hagin mới nhất mới mở luôn á. Các bạn lên cái phòng trên ở lầu 2. Rồi các bạn vô cái phòng XO này. Các bạn thấy cái phòng XO không? Rồi, nhiệm vụ của mọi người lúc này á là các bạn chỉ cần spam cho mình, các bạn chọn XO tầm khoảng 50 lần á. Tức là khoảng đâu đó gần 25 lần, 25 cặp nha. Thì đây các bạn coi. Đấy, thì cái này thì mình cũng không biết sao, nhưng mà mọi người cứ chọn tới, chọn lui, chọn tới, chọn lui. Khi nào mà nó đủ rồi thôi nha mọi người. Đây, thì mình sẽ tua nhanh cái đoạn video này nha. Mình ngồi mình bấm nó hơi mỏi tay các bạn nhờ. Rồi, 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 gần đủ rồi các bạn ơi, gần đủ rồi. Tôi bấm nãy giờ chắc mỏi tay luôn mọi người. Rồi, XO nè, OX nè, XO, OX nè. Rồi, rồi, các bạn cứ chọn cho mình nha. Chọn cho mình, chọn khi nào mà tầm khoảng 50 lần nha mọi người. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ồ, sao lâu dữ ta? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ôi, đây rồi, đây rồi. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi. Wow, ok. Ơ khoan, từ từ, sao tự nhiên mình đang quay video mà nó lại mất tiếng ta? Các bạn có nghe tiếng không? Sao mình không nghe tiếng game gì hết nhờ? Từ từ nha. Từ các bạn ơi, sao tôi không nghe tiếng game nhờ? Khá là buồn đấy. Mọi người đợi mình một lát, 30 giây nha. Rồi, đây, ok. Bỏ qua chuyện đó đi. Rồi, bây giờ các bạn vào trong này, các bạn sẽ nhận được một cái... Wow, một cái huy hiệu mới. Một cái huy hiệu mới, đó chính là huy hiệu át chủ bài. Trời ơi, quá là đơn giản luôn các bạn ơi. Thì mình sẽ đeo cái huy hiệu này lên cho các bạn coi luôn nha. Từ từ, bây giờ là có huy hiệu nào mà lấy được đó là mình sẽ chỉ cho các bạn lấy hết luôn. Rồi, át chủ bài nè, đeo vào nè, đó. Đeo huy hiệu này vào thì mọi người sẽ có một cái hành động riêng ở tòa nhà này nha mọi người. Rồi, các bạn nhớ đến đây nha, cứ chọn XO, XO các bạn chọn cho mình tầm khoảng 50 lần. Đó, 50 lần, đấy, bấm qua bấm lại 50 lần cho mình là được nha. Rồi, thì mình mới vừa nhận thêm được một cái huy hiệu mới nữa. Thì cái huy hiệu này nó khá là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần đến cái tòa nhà Hagin, xong rồi các bạn lên lầu trên á, các bạn ngồi vào ghế nha. Các bạn ngồi một hồi á là các bạn sẽ nhận được cái huy hiệu đó, chính là nhà phát triển game nha mọi người. Rồi, đây, cho các bạn coi luôn nè. Đó, ngồi vào ghế và các bạn sẽ nhận được cái huy hiệu này nha. Đó, đúng rồi, để mình nói bà nhiếm luôn chứ. Bạn mới qua nhà mình á thì sợ là bạn không có biết nha mọi người. Rồi, thì mình các bạn đợi mình một lát nha, nhà phát triển nè. Rồi, nhà phát triển nè. Rồi, ok, đó. Ngồi vào ghế nhím ơi. Ngồi vào ghế nè. Rồi, ngồi vào ghế đi nhím. Ngồi lâu á, ngồi lâu thì sẽ có cái huy hiệu này nha. Ngồi lâu sẽ có cái này. Đấy, ngồi lâu thì sẽ có cái này nha mọi người. Rồi, như vậy thì mình đã trở thành là nhà phát triển game nha mọi người. Đấy, khá là xịn sò các bạn ha. Trời ơi, quá đỉnh luôn, quá đỉnh luôn.
À, có nhiều bạn hỏi mình là cái huy hiệu nhà thiết kế thì mọi người phải mua rồi, cái này thì dễ rồi mọi người. 2.000 tiền sao, 2.000 tiền sao cho có huy hiệu này rồi, các bạn mua cho nó nhanh nha mọi người. Đó, mua cho nó nhanh nha. Đấy, trời ơi, nhà thiết kế này mọi người thấy chưa? Cũng khá là đẹp đấy mọi người. Tiếp tục nữa. Thì bây giờ để coi thử còn cái gì nhờ, còn cái huy hiệu gì nữa nhờ, huy hiệu gì các bạn nhờ. Thì mình thấy có một số cái bảng tên á, nó sẽ bắt bạn là phải mua chứ không có làm bình thường được nha. Ví dụ như có một cái bảng tên mình thấy nó cũng khá là hot trend nha mọi người. Cái bảng tên đâu mất tiêu nhờ. Đây, thì hình như là có một cái bảng tên á, là mình phải mua bằng kim cương. Hình như là bảng tên này, đố mọi người cái bảng tên là tên gì luôn á. Thì hình như mình nhớ không nhầm, nó là trùm FA nha mọi người. Là trùm FA nha, là người cô đơn nhất nha mọi người, người không có người yêu nha. Thì mấy cái bảng tên này thì các bạn phải mua nè. Đó, mọi người thấy chưa? Bắt đầu đầu tư. Thì cái bảng tên này á, là cái bảng tên đầu tư của nhà Hagin. Hình như là các bạn phải nạp tiền vào á, thì các bạn sẽ có được cái bảng tên, nó chính là cổ đông của Hagin nha mọi người. Rồi, còn yêu cầu không phải là cái tội gì. Còn mấy cái này thì mình cũng không biết nữa. Cái này nè, cái này mình nghĩ là cái liên quan đến cái chủ đề là sách lớp nha mọi người. Mình nghĩ chắc là chủ đề sách lớp á, cái này để mình nghiên cứu sau. Rồi, người dọn dẹp thì cái này khỏi nói rồi, giúp đỡ tái chế 10 lần là có rồi, mấy cái này nó dễ. Rồi, hôm nay tôi sẽ làm đầu bếp nè. Cái nhiệm vụ đầu bếp á, bây giờ thì mình sẽ làm đầu bếp nha mọi người ơi, để mình nói các bạn làm luôn. Làm đầu bếp. Em ơi, làm đầu bếp rồi. Thì mọi người nào muốn lấy được cái bản tên này á, thì các bạn cứ việc ghé qua nhà của mình. Nhà của mình thì có rất là nhiều cái đầu bếp để các bạn làm luôn. Các bạn chỉ cần chế biến cho mình thật là nhiều thì các bạn sẽ giành được cái bản tên đó nha. Rồi các bạn ơi, bỏ qua cái vụ mà các bạn nấu bếp đi. Bây giờ các bạn đến cái này nè. Cái này là cái bảng mà gọi là đang hot nhất và các bạn không biết cách lấy nè. Đó chính là cái bảng ngồi không ăn lương nha. Cái bảng tên danh hiệu là ngồi không ăn lương á. À đúng rồi, sẵn tiện thì mình chỉ cho bạn nào mà không biết đốt lửa luôn. Có nhiều bạn mới chơi game không biết đốt lửa mọi người. Thì các bạn đến những cái nơi nào mà nó hay cháy á, ở chỗ đây á, nó sẽ có một cái icon dấu lửa mọi người, cái dấu đốt á, thì các bạn cứ bấm vào là đốt lửa lên nha. Là các bạn sẽ trở thành tội phạm đốt lửa nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa. Bây giờ các bạn qua bên đây nè. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn lấy cái bảng tên là ngồi không ăn lương này. Đây là cái bảng tên mà có nhiều bạn bảo là treo 1 tiếng, treo 30 phút, treo 2 tiếng gì đó ở trong tòa nhà thì sẽ nhận được. Không phải các bạn ơi, cái này không phải đâu. Thì làm rất là nhanh luôn, các bạn làm được cách của mình nha. Rồi, ngồi không ăn lương này các bạn biết rồi, là chỉ có những bạn mà gọi là không chịu làm gì thì mới có cái đó thôi. Đây, đầu tiên các bạn vô tòa nhà, các bạn sẽ đeo cho mình cái bảng tên đó chính là nhân viên thực tập nha. Rồi, nhân viên thực tập nha mọi người. Rồi, nhân viên thực tập nha, từ từ. Mọi người đợi mình 30 giây để mình gọi bà Nhiễm qua. Rồi, biểu bà Nhiễm nha. Em đeo bảng tên thực tập vào đi. Rồi, làm gì anh ơi? Đeo bảng tên thực tập vào nha. Đó, đeo vào nha. Rồi, bây giờ các bạn theo chân mình nè. Thì mình sẽ đi lên trên đây. Mình đi lên cái phòng nào mà cảm giác là nó kiểu như nó rảnh rỗi, ngồi không ăn lương đó mọi người. Rồi, cái phòng nào ta? Để mình kiểm tra thử cái phòng... Phòng này cũng không phải luôn nha mọi người, phòng này cũng không phải luôn. Phòng này cũng không luôn. Từ từ, phòng này cũng không nha mọi người. Cái phòng mà có cái ghế nó. Phải phòng này không ta? Không phải phòng này luôn. Ủa chứ cái phòng kia nó mất tiêu rồi. Đây rồi các bạn ơi, đây rồi. Các bạn đeo cái bảng tên nhân viên thực tập. Sau đó các bạn ngồi vào cái ghế này. Đó, rồi, ngồi vào, ngủ hơn 2 phút đi, ngủ hơn 2 phút là được. Ngủ hơn 2 phút là được nha mọi người ơi. Các bạn đeo cái bảng tên này vào trong đây, xong rồi các bạn ngồi và ngủ hơn 2 phút. Các bạn nhớ là phải ngủ nha, phải ngủ nó mới nhận được nha mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ treo nha mọi người, để coi thứ bao nhiêu phút. Bây giờ là 8:10 đúng không, thì mình sẽ treo nha. Rồi thôi, ok. Wow, các bạn ơi, nó lâu vậy cả trưởng các bạn ạ. Hồi nãy là mình nói với các bạn là bao nhiêu nhờ, là bao nhiêu ta, là từ lúc 10:10 đúng không? 10 phút đúng không? 10 phút. Thì mình ngồi từ hồi nãy giờ là chắc cũng phải được bao nhiêu rồi nhờ? Gần 20 phút các bạn. À đâu, gần 10 phút nha. Gần 10 phút nha các bạn. Gần 10 phút á, thì mình lại nhận thêm một cái nữa. Ngồi không ăn lương. Ngồi không ăn lương nha mọi người. Trời ơi, gần 10 phút nha. Rồi, bạn nào mà xem video của mình á, mà không biết cách lấy cái bảng tên đang hot, đó chính là bảng tên ngồi không ăn lương này á, thì các bạn làm theo cách của mình nha. Thì nó hên xui lắm mọi người ơi. Có thể là các bạn ngồi 10 phút, hoặc là các bạn ngồi 1 phút, cũng có bạn ngồi 20 phút. Đấy, nói chung là cái này nó mới được. À đúng rồi, mới được luôn. Mới được nè. Từ, mọi người ơi, để mình chắc lại nha. Mới được tức thì luôn mọi người. Mình ngồi 9 phút á. Mới được nè. Ngồi 10 phút là có nha mọi người. Ngồi 10 phút. Cái này nó hên xui nha các bạn. Ngồi hên xui. Có khi 20. Cũng có khi là 1 nha mọi người ơi.
có khi một cho mọi người đó. Cái này nó hên xui nha mọi người. Đấy, như vậy là mình đã có được cái bản tên Ngồi Không Ăn Lương. Đây là cái bản tên có thể nói là rất là phù hợp với những cái bạn nào mà gọi là lười biếng giống như mình đó mọi người. Nhưng mà các bạn phải lưu ý nha, cho nhân vật của các bạn nó ngủ nha mọi người. Thì không biết là có cần ngủ, cần thiết ngủ hay không á. Nhưng nói chung là các bạn phải cho nhân vật của mọi người nó ngủ, rồi các bạn để điện thoại đó các bạn treo. Khi nào mà nó có cái tiếng tinh tinh một phát á, là chứng tỏ các bạn đã nhận được một cái thành tích mới. Rồi, bây giờ nữa nè, có một cái thành tích mà mình nãy mình đang chỉ các bạn mình quên nói. Đó chính là cái thành tích nấu ăn nha mọi người. Cái bản tên mới nha, để bà nhím với lại mấy bạn đó treo đi. Bây giờ tụi mình sẽ về nhà nha mọi người á. Rồi, tụi mình sẽ về nhà. Rồi, mọi người thấy không, xem cái video của mình là các bạn sẽ làm được rất là nhiều bản tên xinh giò luôn. Để mình xem thử là cái bản tên nào mà mình chỉ cho các bạn tiếp theo ta. Từ từ để mình coi. À đúng rồi, có một cái bản tên là cái bản tên sinh tồn nha mọi người. Cái bản tên sinh tồn ở đâu, chỗ đây nè. Thì cái bản tên này á, là các bạn sẽ tham gia cái trò chơi mini game bắn súng. Đây bắn súng nè. Các bạn chơi và đạt được hạng 1 thì các bạn sẽ nhận được cái bản tên là sinh tồn nha mọi người. Rồi đấy, Ngồi Không Ăn Lương nè. Nãy nấu ăn không thấy hả? Nấu 50 lần các bạn ơi. Nấu 50 lần. Nấu 50 lần nha mọi người. Mọi người sẽ nấu một cái món ăn nào đó bất kỳ. Các bạn nấu cho mình tầm khoảng 50 lần nha. 50 lần nha mọi người. Trời ơi, 50 lần hả? Trời ơi, 50 lần không biết bây giờ có kịp không nữa. Đây, ok. Mình sẽ nấu 50 lần luôn nha mọi người. Ô là trời, mấy bạn ơi. Thiệt với các bạn luôn á. Cái nhiệm vụ này á, thì các bạn phải nấu, để mình coi nó coi, nói chung cũng khá là lâu nha. Các bạn phải nấu tới 50 lần. Thì các bạn nhớ là mua nguyên liệu trước cho mình để nấu cho nó nhanh nha. Thì mình đã mua một đống nguyên liệu rồi, mình nấu hồi nãy giờ mình đã bụng luôn rồi, nó mệt luôn. Đứng một chỗ nấu mà mệt luôn á. Thì sau khi mình nấu xong rồi thì mình lại tiếp tục nhận thêm một cái huy hiệu mới. Đầu bếp nha, trời ơi. Rồi tôi sẽ chụp lại cái huy hiệu đầu bếp nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ trang bị cái huy hiệu đầu bếp này vào đó. Cuối cùng thì mình đã có huy hiệu đầu bếp rồi. 50 lần em ơi. 50 lần nha. Có nhiều bạn á, thì không biết mình đang làm cái gì á, xong rồi ủa thôi anh làm gì mà anh cứ ngồi anh nấu mấy vậy. 50 lần nha mọi người. 50 lần thì các bạn sẽ có huy hiệu đầu bếp nha. Tiếp tục quay trở lại cái huy hiệu mà đang khá là hot nữa, đó chính là cái huy hiệu sinh tồn. Thì với cái huy hiệu này á thì các bạn phải top 1 hình như mình nghe nói. Trời ơi mọi người ơi, mình xỉu luôn. Để làm được cái clip này cho các bạn xem hoàn chỉnh á, là mình với lại những bạn trong team của mình, các bạn biết làm sao không? Hồi sáng giờ tụi mình bắn chứ phải cần có tiếng đồng hồ không mọi người. Mình thề với các bạn là đúng một tiếng đồng hồ, không hơn không bớt luôn. Mình phải quay cái clip này đúng một tiếng đồng hồ, không hơn không bớt. Trời ơi các bạn ơi, cho nên là mọi người nhớ nha, bấm like cho mình cái video này nha mọi người. Thì thật sự là team của mình đã tập trung rất là đông tại nhà của mình để mà chia ra, xong rồi mới tập trung lại, rồi mới chơi được cái game bắn súng nha các bạn. Thì cụ thể là các bạn phải đạt được top 1 đâu đó phải trên 15 lần nha mọi người. Nhưng mà biết sao không, bây giờ nha, có những team khác của nhà khác cũng vào để chơi cái trò này, cho nên là team gặp team mà các bạn biết rồi, cho nên là rất là căng luôn các bạn. Đoạn này hồi sáng giờ tụi mình bắn đi bắn lại phải cả tiếng đồng hồ thì mới hoàn thành được cái nhiệm vụ, đó chính là nhiệm vụ lấy cái bản đặc vụ nha mọi người. Bản đặc vụ nha, sinh tồn đó mọi người. Wow, đây chính là cái bản hiệu sinh tồn nha mọi người, bản hiệu đặc vụ nha. Thì mọi người phải sinh tồn top 1 trò chơi bắn súng trong vòng 15 ván nha mọi người, 15 ván nha. Mình bắn bao nhiêu ván mình không nhớ nữa, nhưng mà đâu đó chắc 15 ván. Rồi, mình đeo cái này vào nha mọi người. Ok, như vậy là mình đã có được cái bản tên đặc vụ nha mọi người. Đây là cái bản tên thuộc dạng là khó lấy nhất từ hồi nãy giờ luôn á. Thì hồi nãy giờ mình hướng dẫn các bạn lấy cũng khá là nhiều rồi mọi người, cực kỳ nhiều rồi á. Thì mình không biết là còn thiếu cái nào nữa hay không, thì ở clip sau tiếp tục thì mình sẽ hướng dẫn các bạn để mà lấy thêm nữa nha. Còn bây giờ thì tạm thời thì mình đã có được cái bản tên đặc vụ này rồi, cho nên là mọi người nhớ bấm like và đăng ký kênh của mình nha mọi người ha. Nhớ nha các bạn ha. Wow, hôm nay mình cũng chưa làm nhiệm vụ luôn mọi người. Wow, nhận được hai cái này hả? Ghê, yeah, mọi người thấy chưa, tôi có bản tên được kìa. Xỉn chưa. Wow, mọi người ơi. Rồi, được cái này luôn. Wow, anh đang quay hả? Đúng rồi, anh đang quay em ơi. Nhưng mà bây giờ anh có được bản tên rồi này. Đỉnh chưa? Đó, ok, bấm like và đăng ký kênh nha mọi người ha.